Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh Em Thái Auto. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Hyundai Sonata 2010. Sản phẩm ngày hôm nay em gửi tới anh em là sản phẩm của công ty Halon Hàn Quốc. Rất là xin lỗi anh em là hôm nay em đang ốm nên là cái mã sản phẩm của nó là 97701BR100 Comparison AC Magi Korean. Đây, đây chính là quy cách đóng gói của sản phẩm. Mỗi một sản phẩm sẽ được đóng trong một chiếc hộp với quy cách là chiều dài là 27 và chiều ngang là 20, chiều cao là 23. Bây giờ anh em chờ một chút, em sẽ bóc ra. Cho anh em cùng xem hình ảnh lốc của nó. Mỗi một chiếc lốc thì sẽ được đóng gói như thế này. Đó. Đấy, anh em chờ chút để em lốc có ra. Đó. Đây. Với cái dòng sản phẩm này thì đã lên đến đời cao này thì chủ yếu của nó sẽ là dùng van điện. Lốc được đóng mở và hoạt động bằng cái van điện này, không dùng bôn điện như các đời trước. Với đời này thì nó là đời bốn chân xuyên. Đây, hai mặt bích của nó thì bắt rời nhau, bích cao và bích hạ. Bully của dòng lốc này thì là chạy bản BK. Và cái số dây của nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 5 rãnh nổi, tức là 6BK. Đó. Đây, anh em nhìn này, có hẳn mã QR để chúng ta có thể quét này. Đó. Phía dưới này, đây là dòng lốc của Hàn Quốc nên anh em nhìn nó rất là sắc nét. Có thể nói là so tới thị trường hiện nay thì dòng lốc này có thể sử dụng là khá ok. Với cái dòng lốc theo hãng thì nó khá là đắt, nó lên tới con số không phải là một vài triệu mà nó lên đến hàng chục triệu, lên cái chi phí nó sẽ hơi cao. Đây là cái ốc để chúng ta xả bỏ dầu hoặc là kiểm tra dầu ở đây. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em một sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Hyundai Sonata 2010. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm, tìm hiểu, tư vấn về sản phẩm hãy để lại ở phần bình luận, số điện thoại bên em sẽ liên hệ lại hỗ trợ cho anh em kiểm tra, hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.